Công ty chúng tôi có những dịch vụ buôn bán bảo hiểm 50 tiểu bang, cho vay bất động sản cơ sở thương mại 50 tiểu bang, mua bán nhà cửa ở California. Nếu quý vị cần đến dịch vụ, xin gọi điện thoại 925-595-5605. Email là vimxmy@gmail.com. Cảm ơn. Hello, mến chào tất cả quý vị anh chị em. Hôm nay là ngày Chủ nhật cuối tuần 31 tháng 3 2024 giờ California là 10:09 buổi sáng. Thì xin tóm lược bản tin hôm nay. Có bằng chứng cho thấy COVID-19 và vaccine của nó có khả năng làm tổn thương DNA của chúng ta. Nhiều người đang tìm cách giảm thiểu bất kỳ các tác dụng phụ tiềm ẩn nào. Việc sửa chữa DNA của chúng ta có vẻ như không thể, nhưng thực tế không phải vậy. Ví dụ, sau một ngày làm việc vất vả, một giấc ngủ ngon có thể giúp chúng ta cảm thấy sảng khoái vào buổi sáng vì cơ thể chúng ta trải qua nhiều quá trình sửa chữa thầm lặng trong khi ngủ. Có thể chúng ta có thể tự chế phục hồi tự nhiên để bảo vệ khỏi các kích thích có hại và nhiều cách tự nhiên để tăng cường quá trình này. Ngay cả khi chúng ta không bị ảnh hưởng bởi COVID-19, các yếu tố bên ngoài và bên trong khác như tia cực tím và bức xạ, độc tố môi trường và phụ gia, thực phẩm và căng thẳng có thể tác động tiêu cực đến DNA của chúng ta. Ngồi yên lặng có thể sửa chữa DNA của chúng ta. Mọi người thường tìm thấy giải tỏa căng thẳng thông qua các giấc ngủ thiền và một hình thức nghỉ ngơi tích cực có thể được thực hành. Khi thức, một số người thấy thiền hoặc rèn luyện chánh niệm nhàm chán hoặc không nên liên quan đến cuộc sống của họ. Nhưng vô số nghiên cứu chỉ ra rằng đó có thể dẫn đến những ngày thay đổi cực trong biểu hiện gen. Thiền là một phương pháp thực hành gồm việc ngồi yên mà không suy nghĩ hoặc thực hiện các động tác đơn giản. Tin liên quan đến Do Thái, Thủ tướng Do Thái Netanyahu đã tiến hành phẫu thuật vào Chủ nhật vì chứng thoát vị. Văn phòng của ông cho biết vào thời điểm ông đang tiến hành cuộc chiến chống lại Hamas ở Gaza chưa đầy một năm sau khi ông được lắp ấy điều hòa nhịp tim. Văn phòng của ông cho biết trong một tuyên bố vào tối thứ Bảy, trong cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ của Thủ tướng Netanyahu, người ta đã phát hiện chứng thoát vị, đồng thời cho biết thêm rằng nhà lãnh đạo 74 tuổi sẽ được gây mê toàn thân trong cuộc phẫu thuật vào Chủ nhật. Cho thấy tình trạng của ông không nghiêm trọng, văn phòng của ông Netanyahu thông báo và sẽ tổ chức một cuộc họp báo lúc 16:30 trước khi làm thủ tục. Tuyên bố cho biết Bộ trưởng Tư pháp Yair Levin sẽ thay mặt ông Netanyahu trong suốt hoạt động này. Tin liên quan tới Ukraine, một người Ukraine lưu vong thân Nga, một người bạn của Putin, đã dự đoán một cuộc tấn công hạt nhân rất có thể đến từ Nga để chống lại nỗ lực của phương Tây nhằm khẳng định quyền thống trị toàn cầu. Medvedchuk sống lưu vong ở Nga với một hãng tin Nga TASS hôm thứ Sáu, nếu phương Tây thể tiếp tục khẳng định quyền thống trị của toàn cầu mình, nguồn nhân lực của Ukraine sẽ không đủ trong mọi trường hợp. Nếu chúng ta tiếp tục chính sách chiến tranh đến cùng, sớm hay muộn quân đội nước ngoài sẽ phải được điều động và rất có thể cuối cùng sẽ xem xét một cuộc tấn công hạt nhân. Với cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine và Putin sẽ cảnh báo chống lại sự can thiệp của phương Tây ngay từ đầu. Medvedchuk nhận thấy các nước bên ngoài Âu Châu đang tham gia đánh dấu một thế chiến thứ ba. Medvedchuk nói rõ ràng là thế giới Ả Rập đang bị lôi kéo vào cuộc chiến và sau đó Trung Cộng, Ấn Độ và cũng sẽ tham gia vì họ không có vấn đề gì với binh lính, họ có năng lực quân sự hơn. Putin cho biết trong bài phát biểu quốc gia thường niên, các năng lượng hạt nhân chiến lược của Nga đang ở trạng thái sẵn sàng hoàn toàn, một cách báo động công khai đối với các hành động leo thang tiếp theo của NATO chống lại Nga. Nó xảy ra khi Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp không loại trừ việc gửi quân tới giúp Ukraine. Nhưng Putin cảnh cáo điều đó, nói rằng các nước NATO phải nhận ra rằng chúng
ta cũng có vũ khí có thể tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ của họ. Tất cả điều này được thử đe dọa một cuộc xung đột với việc sử dụng vũ khí hạt nhân và sự hủy diệt nền văn minh. Họ không hiểu điều đó sao? Lời đe dọa của Putin dường như đã làm dịu bớt cuộc nói chuyện của Macron. Tin liên quan tới ông Putin nữa, Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh đề ra chiến dịch nhập ngũ mùa xuân thường lệ, kêu gọi 150.000 công dân đi nghĩa vụ quân sự theo luật định. Một tài liệu đăng trên trang web của Điện Kremlin cho biết hôm Chủ nhật, tất cả người nam giới Nga đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự kéo dài 1 năm hoặc được đào tạo tương đương trong thời gian học cao hơn từ 18 tuổi. Vào tháng 7, Hạ viện Nga đã bỏ phiếu nâng độ tuổi của tối đa mà nam giới có thể tòng quân từ 27 đến 30, luật mới được hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 2024. Nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ đầu đã là một vấn đề nhạy cảm ở Nga, nơi nhiều nam giới cố gắng hết sức để tránh bị trao giấy nhập ngũ trong thời gian gọi nhập ngũ 2 lần 1 năm. Lính nghĩa vụ không thể được triển khai hợp pháp để chiến đấu bên ngoài nước Nga và được miễn huy động hạn chế vào năm 2022. Tập hợp ít nhất là 300.000 quân người đã được huấn luyện quân sự trước đó để chiến đấu Ukraine, mặc dù một số lính nghĩa vụ đã được đưa ra mặt trận do nhầm lẫn. Và tháng 9, Putin đã ký lệnh kêu gọi 130.000 quân người tham gia chiến dịch mùa thu vào mùa xuân năm ngoái. Nga đã lên kế hoạch nhập ngũ 147.000 người. Tin liên quan tới Do Thái như Palestine, các cuộc tấn công của Do Thái đã giết chết 77 người Palestine ở dải Gaza trong 24 giờ qua. Các cơ quan y tế cho biết hôm Chủ nhật khi Ai Cập tổ chức một phái đoàn Do Thái tham gia vòng đàm phán mới nhằm bảo đảm một thỏa thuận ngừng bắn với những người cai trị Hamas ở dải Gaza. Quân đội Do Thái cho biết họ đã tiêu diệt một chiến binh Jihad Hồi giáo cấp cao trong một cuộc tấn công vào trung tâm chỉ huy ở sân bệnh viện Al-Aqsa ở trung tâm Gaza. Nó không đề cập đến tên hay cấp bậc của anh ta. Quân đội cho biết trung tâm chỉ huy là những kẻ khủng bố và bị tấn công một cách chính xác, đồng thời cho biết thêm rằng hành động này nhằm mục đích giảm thiểu tổn hại cho thường dân không liên quan trong khu vực bệnh viện. Không bình luận ngay lập tức từ Hồi giáo Jihad, một nhóm chiến binh và đồng minh của Hamas. Các quan chức y tế Palestine và truyền thông Hamas cho biết cuộc tấn công đánh trúng một số lều bên trong bệnh viện Al-Aqsa khiến 4 người thiệt mạng và một số người bị thương, trong đó có 5 nhà báo. Theo các cơ quan y tế, hơn 32.000 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc tấn công quân sự của Do Thái vào dải Gaza kể từ ngày 7 tháng 10. Theo thống kê của Do Thái, chiến tranh nổ ra sau khi phiến quân Hamas vượt biên giới tấn công các cộng đồng ở miền Nam Do Thái, giết chết 1.200 người và bắt cóc 253 con tin. Hai bên đã tăng cường đàm phán do Qatar và Ai Cập làm trung gian về việc đình chỉ cuộc tấn công của Do Thái vào đầu 6 tuần để đổi lấy đề xuất 40 trong số 130 con tin vẫn bị phiến quân Hamas giam giữ ở Gaza sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của họ vào miền Nam Do Thái. Hamas nói rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bảo đảm chấm dứt giao tranh và sự rút lui của lực lượng Do Thái. Do Thái đã bác bỏ khả năng này và nói rằng cuối cùng họ sẽ tiếp tục các nỗ lực nhằm phá bỏ khả năng quản lý quân sự của Hamas. Bộ quan chức của nói với Reuters hôm Chủ nhật rằng Hamas sẽ không có mặt tại một cuộc đàm phán ở Cairo vì họ đang chờ đợi ý kiến từ các nhà hòa giải về việc liệu một đề nghị mới của Do Thái có được đưa ra bàn đàm phán hay không. Thành phố Khan Yunis phía nam dải Gaza, lực lượng Do Thái tiếp tục phong tỏa 2 bệnh viện chính, đồng thời xe tăng nã pháo vào các khu vực ở khu vực trung và đông lãnh thổ. Tin liên quan tới thành phố Nữ Ước. Thành phố Nữ Ước mang tính biểu tượng của những chiếc taxi màu vàng, những lát bánh pizza, ánh đèn rực rỡ trên sân khấu Broadway và những con chuột ở đó. Hàng núi túi rác màu đen xếp dọc phía hè thành phố chật chội bữa tiệc dành cho hàng triệu loài gặm nhấm sống ở New York. Những người viết
Nhưng những vết chướng mắc, mất vệ sinh như vậy có thể sớm trở thành tàn tích quá khứ của thành phố khi chính quyền địa phương phát động một cuộc cách mạng rác để dọn dẹp đường phố. Kể từ đầu tháng 3, hơn 200.000 cơ quan cơ sở kinh doanh bán thực phẩm đã được yêu cầu sử dụng thùng có nắp cứng để chứa hàng triệu tấn rác họ thải ra hàng năm. Đến năm 2026, các tòa nhà dân sự cũng phải sẽ sử dụng những thùng chứa như vậy, một kế hoạch được lấy cảm hứng từ cách tiếp cận được sử dụng ở thành phố bao gồm Barcelona, Paris, Buenos Aires. Một chương trình thí điểm rằng được tiến hành ở khu Harlem phía bắc Manhattan. Thành phố cuối cùng đã mất khoảng 150.000 chỗ đậu xe, một điểm nhức nhối vĩnh viễn đối với nhiều người dân New York do việc triển khai các thùng đựng mới. Nhưng những người ủng hộ nói rằng bất kỳ sự phản đối nào cũng có thể bị giảm bớt bởi kết quả đáng hài lòng của việc dọn dẹp. Ron James, một cư dân Harlem, cho biết: "Đó là một thay đổi đối với tôi. Tôi về vào ban đêm, nhiều khi phải đi bộ dưới lòng đường để tránh lũ chuột đi trên vỉa hè. Bây giờ," anh đó nói thêm, "tôi hầu như không nhìn thấy chuột trên đường phố." Một cư dân khác, Maxwell Rodriguez, cho biết anh rất biết ơn cộng đồng của mình đã không còn bị phạt khi túi rác rơi ra đường. Tin liên quan tới ông cố vấn Tổng thống Dick Morris. Cố vấn chiến dịch tranh cử Tổng thống Dick Morris đã nghe bài giảng vào thứ sáu tuần thánh và than thở về những điểm tương đồng rõ rệt giữa việc Chúa Giêsu bị đóng đinh và cuộc đàn áp chính trị đối với cựu Tổng thống Donald Trump. Morris nói với báo cáo thứ bảy của Newsmax phép ẩn dụ của những gì họ đã bắt chia Chúa Giêsu Christ phải trải qua và những gì họ đã khiến Donald Trump phải trải qua thật rõ ràng với bạn. Ý tưởng về việc mọi người có thể thẩm quyền, mọi người ở vị trí quyền lực là mọi thứ có thể tra tấn, đánh đập, tước đoạt tài sản của anh ta, hạ thấp anh ta, hạ nhục anh ta và cuối cùng đánh bại anh ta, rõ ràng là những gì đảng Dân Chủ đang làm tới Donald Trump. Tin liên quan tới AT&T, gã khổng lồ viễn thông AT&T tiết lộ hôm thứ Bảy rằng dữ liệu từ khoảng 73 triệu chủ tài khoản hiện tại và trước đây đã bị rò rỉ trên web đen và vụ việc đang được điều tra. Trong thông báo ngày 30 tháng 3, AT&T cho biết dữ liệu từ khoảng 7.6 triệu chủ tài khoản hiện tại và có khoảng 65.4 triệu chủ tài khoản cũ đã bị tung lên web đen khoảng 2 tuần trước. Công ty cho biết trong một thông báo riêng rằng tập dữ liệu dường như có từ năm 2019 trở về trước và mặc dù loại thông tin bị xâm phạm khác nhau tùy theo khách hàng và tài khoản, nhưng nó có thể bao gồm mật mã, tên đầy đủ và địa chỉ email, địa chỉ nhà riêng, số điện thoại, ngày tháng, ngày sinh và số an sinh xã hội. Câu chuyện tiếp, AT&T cho biết họ đã đặt ra mật mã cho 7.6 triệu chủ tài khoản hiện tại bị ảnh hưởng với vụ rò rỉ. Công ty cho biết trong một tuyên bố, chúng tôi sẽ liên hệ với các cá nhân có thông tin cá nhân hay nhạy cảm bị xâm phạm và cung cấp các dịch vụ giám sát tín dụng và đánh cắp danh tính miễn phí. AT&T cho biết không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về việc truy cập trái phép về hệ thống của mình dẫn đến dữ liệu bị đánh cắp và họ đã tiến hành một cuộc điều tra mạnh mẽ về vụ việc với sự trợ giúp của các chuyên gia an ninh mạng bên ngoài. Tin liên quan tới ông Joe Biden. Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố ngày 31 tháng 3 2024 rơi vào Chủ nhật Phục sinh là ngày hiển thị của người chuyển giới, làm dấy lên sự náo động trong giới bảo thủ và những lời chỉ trích gay gắt từ cựu Tổng thống Donald Trump, người đã yêu cầu Tổng thống xin lỗi hàng triệu người theo Cơ đốc giáo Hoa Kỳ. Những trạng thái, hôm nay chúng tôi gửi một thông điệp tất cả những người Mỹ chuyển giới, các bạn là nước Mỹ, toàn bộ chính quyền của tôi và ủng hộ các bạn, Tổng thống Biden nói trong tuyên bố ngày 29 tháng 3, đồng thời khoe khoang về việc bổ nhiệm các nhà lãnh đạo chuyển giới vào chính quyền của mình và chấm dứt lệnh cấm người chuyển giới phục vụ công khai trong quân đội. Gọi người chuyển giới là một phần của cơ cấu quốc gia của chúng ta, những người giúp đất nước và nền kinh tế phát triển mạnh. Tổng thống ca ngợi những nỗ lực của chính mình, quyền ông nhằm làm cho các dịch vụ công dễ tiếp cận hơn với người
Mỹ chuyển giới bao gồm cả hộ chiếu toàn diện có chữ X và dấu hiệu giới tính. Tin liên quan tới Bộ Y tế, Tổ chức Y tế Thế giới đang thảo luận về một hiệp ước đại dịch mới và các sửa đổi với quy định y tế quốc tế. Ý nghĩa thực sự của những thỏa thuận này là gì? Họ sẽ không trông như thế nào ở Mỹ nếu được thông qua? Làm thế nào là những thỏa thuận này có thể thay thế hiến pháp Hoa Kỳ? Và đó liên quan đến như thế nào đến với chương trình nghị sự 2030 và sáng kiến được gọi là một cách thô Mỹ, một sức khỏe. Đây có thể là một trong những chủ đề quan trọng nhất của thời đại chúng ta, có ý nghĩa to lớn đối với tương lai y học, sức khỏe và chủ quyền quốc gia. Hãy tham gia cùng chúng tôi trong 4 hour tuần này. Quan điểm thể hiện trong web video này là ý nghĩa của người tổ chức và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times. Tin liên quan tới Âu Châu, cựu chủ tịch Hội đồng Âu Châu nói thêm rằng chiến tranh không còn là một khái niệm từ quá khứ. Đó là sự thật và nó đã bắt đầu từ hơn 2 năm trước. Tổng thống Nga Putin bác bỏ tin đồn Nga cuối cùng có ý định tấn công NATO, gọi đó là hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng trong bối cảnh khác, cuộc công kích và tấn công bằng máy bay không người lái gia tăng, bao gồm cả trong việc xung quanh Kyiv, Kursk, nói rằng Putin có rõ ràng cảm thấy cần phải biện minh cho các cuộc tấn công ngày càng bạo lực và các mục tiêu dân sự ở Ukraine. Các cuộc tấn công gần đây được Tổng thống Ukraine Zelensky gọi là khủng bố tên lửa, người đã đưa ra cảnh báo rằng nếu không có viện trợ thêm, lực lượng Ukraine phải rút lui chống lại quân xâm lược Nga ở phía Nam và phía Đông. Tức nói với BBC rằng theo nghĩa đen, bất kỳ kịch bản nào không thể xảy ra liên quan đến an ninh của châu Âu trước Nga. Tức đã bổ sung thêm quan điểm giống như Donald Trump về quốc phòng châu Âu và NATO. Theo BBC, châu Âu cần phải trả tiền để tự vệ nếu muốn có thêm sự trợ giúp từ Mỹ. Theo Tức, không giống như các đồng minh NATO ở Âu Châu, Ba Lan đang trả 4% tổng sản lượng quốc gia của quốc nội, sau khi hầu hết các quốc gia khác vẫn chưa đạt được tới mức tối thiểu là 22%. Và Trump đã nói tiếng thúc đẩy phải là 2%. Tuần này, National đã giao nộp gần 6.000 trang tài liệu bao gồm 211 email cho Ủy ban giám sát Hạ viện liên quan đến cuộc điều tra luận tội của Tổng thống Joe Biden. Gadsden, cố vấn chung của cơ quan lưu trữ quốc gia, cho biết trong hai bức thư đề ngày 26 tháng 3 gửi Chủ tịch Ủy ban giám sát James Comer, Cộng hòa Kentucky rằng các tài liệu đã được chuyển giao cho và đưa tin. Việc chuyển giao tài liệu diễn ra sau tuyên bố của Ủy ban rằng cơ quan lưu trữ quốc gia đang cản trở nỗ lực lấy thông tin của cuộc điều tra, và Đảng Cộng hòa ngày càng thừa nhận rằng cuộc điều tra kéo dài có thể không dẫn đến việc luận tội tổng thống. Hết thì giờ rồi. Đó là bản tin tóm tắt hôm nay. Là cảm ơn tất cả quý anh chị em.